Ây da da, trời đã tối khuya như thế này rồi mà hiện tại bây giờ mình vẫn còn chưa được đi ngủ nữa. Mình sẽ phải lo cắt hết á hả, những cái lá cây ở trong cái thế giới Minecraft, cắt hết những cái lá cây ở cái cây kế bên ngôi nhà của mình đó các bạn. Bởi vì đó hả, các bạn có biết lý do vì sao không? Dạo gần đây đó nha, mình rất rất là muốn ngắm cảnh ở phía khu vực này, nhưng mà cái lá cây của cây này nè, nó che hết tất cả mọi thứ luôn, cho nên là mình không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì cả hết trơn á đó. Nên là bây giờ nè, mình phải mau chóng tìm mọi cách để mà cắt bớt những cái lá cây các bạn ơi, để mình còn có thể gọi là hả có thể ngắm nhìn nữa, gọi là những cái cảnh đẹp trong thế giới Minecraft nữa. Đúng rồi đó các bạn. Hả? Mà ủa, từ từ, cái gì vậy, các bạn có nghe được không? Tự nhiên đó nha, mình đang cắt lá ở trong thế giới Minecraft, ở trong ngôi nhà của mình, thì mình lại nghe thấy một cái tiếng nổ đó các bạn. Ủa nhưng mà cái tiếng nổ đó phát ra từ đâu mới được cơ chứ? Mà hình như đó nha, là cái tiếng nổ đó phát ra rất rất là gần ngôi nhà của mình nè. Đâu, từ 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 nha, để bây giờ đó hả, để mình thử mở cửa, mình đi xuống dưới nhà thử coi đang có vụ án gì xảy ra hả ở trong ngôi nhà của mình, trong ngôi làng của mình nữa. Cái gì, từ 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 từ, wait wait what, cái gì vậy? Mình vừa mới từ ở trên lầu mình bước xuống đó nha, thì thấy nhà cửa của mình mở tan hoang à. Và oh my god, các bạn ơi, cái gì đây các bạn? Các bạn coi nè, đây là ai vậy? Hình như cái khuôn mặt này mình nhìn thấy khá là quen quen. Hình như các bạn ơi, đây chính là anh Titan Clockman hay sao đó các bạn. Nhưng mà có vẻ như đó nha, là anh Titan Clockman đã bị cái gì đó rồi, và anh ta đó hả đang nằm trước ngôi nhà của mình. Và rất có thể đó nha, hồi nãy đó các bạn ơi, cái tiếng nổ đó các bạn, đó chính là phát ra từ anh Titan Clockman này. Vụ án gì vậy trời, mình đang khó hiểu thiệt sự luôn á. Mà đâu, từ 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 từ, để mình dùng đá củi nha, mình chồng lên để coi xem nó nha, là liệu thật sự đã có phải là anh Titan Lockman hay không. Các bạn ơi, hình như đó nha, đây thật sự đó các bạn, chính là anh Titan Lockman nè đó. Các bạn có thấy không? Và có vẻ như đó nha, là anh Titan Lockman đã bị một cái gì đó rồi. Oh my god. Ơi, mình từ từ. Ủa, các bạn coi kìa, tại sao ở ngay chỗ ban công ngôi nhà của mình đó nha, lại xuất hiện ra một mảnh giấy? Nhưng mà hồi nãy mình nhớ đó các bạn, là khi mình đứng ở đó và mình gọi là cắt lá, các bạn ơi, mình tỉa lá đó, thì làm gì đó hả, có cái mảnh giấy nào đâu. Ơi, hình như đó nha, cái mảnh giấy đó chỉ vừa xuất hiện ngay cái lúc đó hả mà anh Titan Lockman bị thương các bạn ơi. Đâu, từ 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 từ, để mình lên lên coi thử coi. Và cái mảnh giấy này các bạn ạ, nó ghi là cứu gia tộc tôi. Hả? Cứu gia tộc tôi có nghĩa là sao? Nhưng mà có vẻ như nói nha, là anh Titan Clockman đó đã bị đánh bại đó các bạn. Và bởi vì đó hả, anh ấy đã bị đánh bại đó nha, cho nên đó hả, là anh ấy đã ghi cái tờ giấy này, cứu gia tộc tôi, có nghĩa là anh Titan Clockman đã tìm tới mình để mà có thể gọi là các bạn ơi, cầu cứu mình đó các bạn. Oh my god, vậy là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với lại anh Titan Clockman trong thế giới Minecraft ngày hôm nay vậy? Tại sao đó nha, anh ấy đó hả lại cầu cứu mình? Và hả? Các bạn coi kìa, ở đây lại bắt đầu có những cái gì đó, những cái xác chết của ai đó đó các bạn ơi. Và hình như nó nha, nếu như mình để ý kỹ thì oh my god, các bạn ơi, đây đây chính là những cái xác chết của những anh Clockman đó các bạn ơi, những anh Clockman to lớn, những anh Clutch Clockman trong thế giới gọi là Skibidi Toilet đó các bạn. Cái gì vậy? Nhưng mà ai, kẻ nào đó hả đã có khả năng quýnh bại cả một đội quân Clockman, rồi chưa kể đó nha, là có thể đó hả quýnh bại Titan Clockman tới cái độ mà bây giờ Titan Clockman đó hả phải tới ngôi gia đình của mình, phải tới ngôi làng Minecraft của mình đó các bạn, để mọi gọi là cầu cứu mình hả trời. Cái chuyện ác đạn gì đang diễn ra trong thế giới Minecraft ngày hôm nay vậy? Ban Clockman ơi, mấy anh bị sao vậy? Mấy anh mau chóng trả lời tôi đi mà, mấy anh Clockman ơi, mấy anh sao vậy trời? Ôi ơi, cái gì vậy? Ôi, từ từ các bạn, nhìn kìa các bạn, ở phía trước mặt mình hiện tại đó nha, bây giờ đó đang có một con Skibidi Toilet. Nhưng mà có vẻ như đó nha, đây là một con Skibidi Toilet cỡ nhỏ đó các bạn. Và có vẻ là nó đang đứng đây, nó quan sát những cái xác chết của những anh Clockman nè. Hay có khi nào nó chính là thủ phạm cũng như là nguyên nhân đó nha, mà các anh Clockman đã phải nằm chết ở đây hả các bạn ơi? Mình nghĩ là như vậy đó. Được rồi, được rồi, để mình lại mình chiến đấu với nó các bạn ạ. À, không biết nó có di chuyển gì. Ôi ôi, từ 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 ôi các bạn ơi, nó rất là mạnh các bạn ạ. KSD đã bị giết bởi Skibidi Toilet ký sinh. Cái quái quỷ gì vậy trời đất ơi, what the hell, cái con quái vật đó đó các bạn ơi, nó mạnh ghê luôn. Nó là Skibidi Toilet ký sinh mà.
mà sao nó có thể mạnh được như vậy cái chứ? Trời đất ơi, bảo sao đó nha, nó vừa mạnh đấy hả, vừa nhanh và vừa trâu như thế. Bảo sao các những cái anh lóc mày này nè, anh những anh ấy các bạn ạ, lại tự tay đó hả, chém giết lẫn nhau. Mình nghĩ là như vậy đó. Đúng là con Skibidi Toilet ký sinh ác quỷ. Bây giờ mình nghĩ rằng mình phải tìm cách đó các bạn ơi. Rồi lại đây nè, ok, mình sẽ chồng lên các bạn ạ. Và bạn thấy không, nó di chuyển đó nha, siêu nhanh luôn. Nó thấy mình một cái đó hả, là tấn công mình liền à. Vậy để mình giết nó nha các bạn ơi. Chết đi, chết đi. Ây da, nó lùn quá, nó nhỏ quá, mình không hả thể nào đánh tới nó. Rồi nè, chết đi. Ây, chết mình rồi đó các bạn ơi. Oh my god. Con Skibidi Toilet ký sinh này nó mạnh quá vậy trời đất ơi. Mình khổ quá à. Thật sự là bực mình quá đi mà. Bây giờ đó hả, mình phải làm sao đây các bạn ơi? Cái vấn đề đó hả, là con Skibidi Toilet ký sinh trùng đó nha, nó không quá mạnh đâu, nhưng mà bởi vì nó nhỏ các bạn ạ, nó nhỏ đó nha, và nó chạy nhanh nữa, cho nên đó hả, chúng ta cực kỳ khó quýnh nó. Và khi đó hả mà chúng ta khó quýnh nó nha, là nó sẽ lợi dụng tất cả mọi cách có thể để tiêu diệt được chúng ta đó. Được rồi, bây giờ mình nghĩ rằng nó nha, là mình sẽ liều mạng thêm một lần nữa. Vậy lại đây nào, con Skibidi Toilet ký sinh trùng kia lại đây nào. Rồi, ok. Bây giờ nha, mình sẽ dùng cái rìu sắt này và mình đã kịp chồng lên rồi nè. Ôi trời ơi, đi nhân quýnh mình được các bạn ơi. Rồi không sao, để mình liều mạng luôn, chết đi. Ok các bạn ơi, may quá, cuối cùng nó nha, nó cũng đã chết rồi. Nhưng mà khi nó chết đó hả, hình như nó rơi ra một cái quyển sách hay gì nè. Ủa, tại sao một con Skibidi Toilet ký sinh trùng sau khi bị tiêu diệt đó nha, lại rơi ra một quyển sách là sao nhỉ? Mình thật sự không thể tài nào hiểu nổi luôn đó. Khó hiểu ghê. Đâu, từ từ nha, để mình đọc thử cái quyển sách này để coi xem các bạn ơi, là bên trong quyển sách các bạn nó ghi cái gì. Quyển sách này đó hả, được mang tên là ghi chép ký sinh lên bọn chúng và để bọn chúng tự giết nhau rồi ông chủ sẽ hài lòng. Hả? Là sao các bạn? Nếu như nói nha, chúng ta dựa theo hai cái dòng đầu tiên nè, thì chúng ta có thể dễ dàng hiểu được rằng ký sinh lên bọn chúng có nghĩa đó hả, là con Skibidi Toilet ký sinh trùng nó sẽ ký sinh lên những anh Lockman này, và sau đó đó nha, những anh Lockman đó hả sẽ tự giết nhau, nhưng mà rồi ông chủ sẽ hài lòng. Ông chủ ở đây đó các bạn ơi, ông chủ ở đây là ai mới được cơ chứ? Tại sao đó hả ông chủ lại hài lòng? Mình không hiểu nổi. Trời ơi các bạn ạ, mình lại tiếp tục nghe thấy cái tiếng nổ nữa. Và cái tiếng nổ này đó nha, nghe đó hả, nó rất là giống như cái tiếng nổ mà hồi nãy á, lúc đầu video mình đã nghe được khi mà anh Titan Clockman bị thương đó các bạn. Cái tiếng nổ đó lại tiếp tục phát ra từ đâu vậy? Vậy là lần này đó nha, ai sẽ là người bị thương? Và hả, con quái vật, ủa đây là ai vậy? Skibidi Toilet Boss kêu. Ủa các bạn ơi, đây, chết đi. Bạn đã chết. KSD đã bị giết bởi Skibidi Toilet Boss các bạn ạ. Vậy là mình hiểu rồi đó nha. Cái tiếng động hồi nãy đó nha, cái tiếng nổ mà hồi nãy đầu video mình nghe được đó nha, đó không phải là cái tiếng động của anh Titan Clockman đâu. Bạn nhìn kìa, trời đất ơi, nó còn đang đứng nó nhảy kìa. Nhưng mà tại sao đó nha, nhìn cái con Skibidi Toilet này nhìn nó kỳ kỳ, nó cao chồng nhồng mà, và nó cười thấy ghê quá vậy các bạn. Ơi mà bây giờ mình hiểu hết mọi chuyện rồi. Hồi nãy cái tiếng nổ không phải là đến từ anh Titan Clockman đâu. Anh Titan Clockman hiện tại đó nha, bây giờ chỉ là bị thương thôi, anh ấy không làm gì được cả. Còn cái tiếng động hồi nãy đó nha, chính là do phát ra từ con quái vật Skibidi Toilet Boss này. Nhưng mà mình đang có một thắc mắc là hồi nãy mình nhớ khi mình chết hai lần hay là ba lần đầu tiên gì đó đó, là mình được hồi sinh ở đây mà. Tại sao bây giờ mình lại được hồi sinh ở ngay trên nóc nhà? Và tại sao trên nóc nhà của mình đó nha, lại có một cái rương đồ như thế này hả các bạn? Đâu, để mình mở ra cửa thử rồi. Và hả, bên trong những cái rương đồ này các bạn ơi, có những món vũ khí nè. À, mình hiểu hết mọi chuyện rồi. Vậy là rất có thể đó nha, anh Titan Lockman đã dùng chút ít sức mạnh cuối cùng của anh ấy để mà làm cho mình có thể hồi sinh được ngay trên nóc nhà. Và trên nóc nhà đó nha, chính là những cái kho vũ khí, những món vũ khí của anh Titan Lockman, và anh ấy đã đưa cho mình để mình có thể tiêu diệt được cái tên hả Skibidi Toilet Boss nè các bạn. Anh ấy cho mình đó nha, một cái quả pháo tên lửa, một tia chết chóc và một súng nguyên tử. Đây đó hả, chính là những món vũ khí cực kỳ mạnh mẽ trong thế giới Minecraft cũng như hả là trong thế giới Skibidi Toilet. Được rồi, bây giờ cái tên Skibidi Toilet Boss kia, ta đã hạ sẽ ra tay tiêu diệt ngươi ngay lập tức. Thì dạ, mà trước tiên nữa nha, mình cần phải né mấy cái xác của những cái anh Skibidi Toilet. À không, né cái xác của những anh
Lockman đó các bạn ơi. Nếu không đó nha, là những cái xác chết đó của nhân Lockman sẽ không bao giờ được gọi là nguyên vẹn đâu. Rồi bây giờ 3, 2, 1, tấn công. Ồ, bạn thấy chưa? Khi đó nha, mình tấn công cái tên Skippy Toad Boss các bạn ơi. Mà hắn ta kiểu như đang khẩu trang đó các bạn. Chết đi, chết đi, chết đi. Rồi cầm súng ơi. Oh my god, mình chưa kịp bắn luôn các bạn ơi, thì cái tên này hắn ta cái tên quýnh cực kỳ xa và hắn ta đã tiêu diệt mình ngay lập tức rồi. Không thể nào, mình không tin được luôn á. Rồi, vậy thì bây giờ nha, chúng ta dùng cách khác các bạn ơi. Mình phải tiêu diệt hắn ta từ xa chứ không thể tài nào tiêu diệt hắn ta ở gần được các bạn ơi. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Cái tên Skippy Toad Boss này chết đi. Rồi bây giờ cầm súng tên lửa TFG-10K. TFG-10K chết đi. 10 phải chết, người này dám giết chết anh Lockman của ta. Rồi ok. Ây da, may mắn quá các bạn ạ. Vậy là sau một thời gian đó nha, mình dùng những cái khẩu súng cực kỳ mạnh của anh Titan Lockman thì mình đã thành công trong việc tiêu diệt được cái anh cái tên Skippy Toilet Boss ác quỷ này. Cái tên Skippy Toilet đó hả các bạn ơi? Đúng rồi đó, cái tên ác ma ác đạn hả, đại gây ra những bao nỗi đau những anh Titan Lockman. Thật sự đó nha, là quá may mắn luôn các bạn ơi, hên thiệt sự luôn á. Ủa mà từ từ, tại sao bây giờ mình lại tiếp tục nghe tiếng nổ nữa? Mà cái tiếng nổ này nó nghe là chắc chắn nó hả liên quan tới bọn Skippy Toilet đó các bạn ơi. Và hả, cái gì đây, lại là hắn ta nữa. Skippy Toilet Boss kill again. Các bạn ơi, bây giờ là hắn ta đó nha, lại quay trở lại rồi và hắn ta to lớn hơn xưa. Chết đi, con chết đi ơi. Mình lần này là bị hắn ta giết thật sự rồi hay sao đó. Và các bạn coi nè, toàn bộ đồ đạc của mình đã biến mất tiêu hết trơn rồi. Cái tên Skippy Toilet ông chủ này, cái tên Skippy Toilet Boss này, hắn ta mạnh tuyệt sự luôn. Cái quái gì thế? Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện kinh dị về việc lý do vì sao mà Titan Clockman đã tới nhà của mình và cầu cứu mình. Bởi vì ngày hôm nay, một tên ác quỷ Skippy Toilet ông chủ cực kỳ kỳ lạ và kinh khủng đã xuất hiện. Hắn ta có vẻ như đã kịp đánh bại được Titan Lockman và hắn ta đã bắt ép một tên Skippy Toilet ký sinh trùng làm cho những anh Lockman phải tấn công lẫn nhau. Mình đã tìm mọi cách có thể để có thể tiêu diệt cái tên Skippy Toilet Boss ác quỷ này. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như ý mình muốn và cuối cùng mình đã chết. Vì vậy các bạn ơi, hãy thực sự cẩn thận trước tên Skippy Toilet ông chủ mới xuất hiện trong thế giới Minecraft này nhé. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ.